Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Commenter. Khi mà nhắc tới laptop của Dell thì có rất nhiều người đồng ý với quan điểm rằng laptop của Dell có một thương hiệu rất tốt, họ xử lý bảo hành cực kỳ nhanh. Thế nhưng một số người khác thì lại cho rằng laptop của Dell thì chỉ được cái thương hiệu thôi, còn những cái thành phần linh kiện khác, những cấu hình bên trong là tương đối bình thường ở trong tầm giá. Thì liệu vấn đề đó có đúng hay không ở trong năm 2021? Thì câu trả lời của mình sẽ có ở trong video ngày hôm nay. Cụ thể là dòng Dell Virtual 5410. Và mình xin khẳng định rằng đây là một trong những mẫu laptop mình cảm thấy là cực kỳ ấn tượng ở trong năm 2021. Vậy thì ấn tượng như nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ nói luôn tới đó chính là phần ấn tượng ở bên trong. Ấn tượng đó chính là phần cấu hình của sản phẩm. Thì sản phẩm được trang bị Intel Core i5 11300H 4x8 luồng, 8GB RAM, vẫn còn thừa slot để anh em có thể nâng cấp, 512GB SSD và đồ họa sẽ là Iris Plus. Vậy thì cấu hình này có điểm gì đặc biệt? Thì mọi người nhìn thấy rằng đây không phải là laptop gaming mà CPU được trang bị là CPU hiệu năng cao và không đi theo kèm đó chính là đồ họa rời. Thì vấn đề khi mà trang bị kèm đồ họa rời thì đồng ý một điều là nó sẽ rất mạnh mẽ. Thế nhưng có những người lại không thực sự cần đến đồ họa rời. Cụ thể những công việc liên quan đến Photoshop thì họ chỉ cần một mẫu CPU có một hiệu năng đủ tốt là đã có thể đáp ứng được nhu cầu ấy rồi. Mà những cái mẫu laptop đó trên thị trường thực sự là không có nhiều. Thì Dell Virtual 5410 là một trong những sản phẩm như vậy và cực kỳ tốt để cho những bạn nào mua mẫu laptop có một cái thiết kế có thể nói là cực kỳ thời trang, mua về để sử dụng cho nhu cầu làm việc, những công việc nâng cao như Photoshop hoặc thậm chí là những công việc liên quan đến vẽ vời 2D thì em nó sẽ đáp ứng được cực kỳ tốt. Về phần thiết kế, như anh em thấy ở đây là cực kỳ mỏng so trong tầm giá, một cái thiết kế vô cùng sexy và một cân nặng vừa phải, và việc mang đi mang lại là vô cùng dễ dàng. Và khi nhìn về mặt sau ở đây, mọi người có thể nhìn thấy được ở đây đó chính là hai núm cao su. Thì hai cái núm cao su này sẽ có tác dụng là để đỡ cho cái phần bản lề, tức là cái phần khung màn hình này tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn, bởi vì đây là một dạng bản lề nâng giúp máy có một cái góc làm việc được cao hơn, và bản lề này cũng có một cái chất lượng tương đối tốt khi mà mình có thể mở được bằng một tay vô cùng dễ dàng. Và khi mà mình sử dụng, mình gõ phím, gọi là gõ phím tương đối mạnh, mà như các bạn nhìn thấy thì màn hình cũng không bị rung lắc nhiều, tức là cái bản lề này sẽ đáp ứng được tốt với nhu cầu gõ văn bản, và anh em nào hóa thân thành anh hùng bàn phím gõ mạnh vào vẫn có thể đáp ứng được. Thì nhân tiện nói về phần bàn phím thì mình đánh giá đây là một trong những bàn phím rất tốt so với mẫu laptop có kích thước đó là 14 inch. Các cái phím chức năng có một kích thước cực kỳ lớn để có thể thao tác và không hề xảy ra hiện tượng bấm nhầm. Cảm giác gõ phím so với mẫu laptop của Dell thì vẫn tương tự nhau thôi, hành trình phím hơi nông, mọi người sẽ mất khoảng chừng 30 phút để có thể làm quen được cái mẫu bàn phím này, cũng là do bởi các phím được thiết kế theo tương đối là rộng rãi, thế nên việc làm quen 3 phút là tương đối nhanh đấy. Còn về khung bàn phím là cực kỳ chắc chắn như mình đã nói, và cái cảm biến vân tay cũng có luôn, sẽ tích hợp thẳng vào nút nguồn để làm cho cái bàn phím trông liền mạch hơn. Còn đến phần touchpad thì cảm giác gì là vô cùng mượt, mình chưa rõ là phủ một lớp gì, chắc chắn là không phải kính rồi, mình chưa tìm hiểu kỹ được đây là cái lớp phủ gì, nhưng khi mà mình sờ vào lại cực kỳ mịn. Đầu tiên mình cứ tưởng là nhựa cơ, nhưng thực tế lại không phải là nhựa, và xung quanh cái touchpad cũng được diamond cut trông cho đẹp và rực rỡ hơn. Và khi nhìn đến phần màn hình thì màn hình sẽ là 14 inch, độ vân giải là Full HD và tấm nền sẽ là IPS. Thì ở trong tầm giá 20 triệu tấm nền IPS dĩ nhiên là phải có rồi. Góc nhìn là gần như là tuyệt đối, mọi người có thể nhìn ở mọi góc độ đều tốt. Và khi nhìn lên bên trên chúng ta sẽ có phần webcam, thì để đáp ứng được cái nhu cầu học tập và làm việc online cộng với đó là bảo mật khi cần thiết, thì cái phần webcam này vẫn có tấm gạt ra và che vào để hiệu quả. Khi mọi người sử dụng thì mọi người có thể gạt ra, và khi không sử dụng nữa thì có thể che vào để đảm bảo cái tính riêng tư được một cách tuyệt đối nhất. Và hai cạnh viền hai bên là tương đối mỏng, cực kỳ sexy để có thể sử dụng. Viền trên và dưới có một độ dày tương đương nhau, bởi vì bên dưới Dell đã bỏ luôn phần logo và không chèn thêm phần logo vào nữa, thế nên khi mà nhìn tổng thể máy là tương đối nhỏ gọn so với kích thước là 14 inch. Còn về mặt cổng kết nối thì cũng tương đối là đầy đủ để dành cho nhu cầu sử dụng thông thường mà không cần phải lắp thêm. Khi mà bên cạnh phải các bạn sẽ có một cổng mạng LAN theo dạng ngàm mỏng này, vẫn có cổng mạng LAN, một cổng USB Type-A, một khe SD và một jack audio combo. Khe này khe micro SD mới đúng. Ở bên cạnh trái các bạn sẽ có thêm một cổng USB Type-A nữa, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI và không thể thiếu được đó chính là một cổng nguồn. Với một thiết kế thời thượng, một cấu hình có thể nói là mạnh mẽ với những công việc chuyên dụng, thì chắc chắn Dell Virtual 5410 sẽ trở thành một trong những em laptop đáng mua nhất ở trong tầm giá hơn 20 triệu đồng. Vậy thì đánh giá của các bạn sao về em Virtual 5410 này? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào và tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.